Hello, xin chào. Làm miếng cà phê đá đi các bạn. Các bạn thổi được cháo lên ba chưa? Nếu mà các bạn thổi được cháo lên ba rồi, các bạn thổi các nốt nó rời rạc, nó không bị ngậm một lúc thổi ba bốn nốt rồi, thì bây giờ mình tập tiếp một cái bài mà bất cứ người nào cũng đã từng hát và bất cứ cái người nào cũng thích, một cái bài mà trong dịp sinh nhật ai cũng hát bài này, mà trong dịp sinh nhật mà các bạn thổi bánh kem, đem bánh kem ra rồi các bạn chơi một phát, móc kèn ra thổi cả làng hát theo thì là ngon lành rồi đúng không? Rồi hôm nay mình tập Happy Birthday nha, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Rồi bây giờ mình hôm nay mình không thổi bằng cái kèn 21 nữa, Tombow 21 nữa, mà mình thổi cái tremolo ngày xưa của mình. Tremolo giống 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 ngày xưa thôi, hồi xưa là tremolo sody tremolo sody 21 à, 24 đó. Cái cây này nó mắc tiền hơn xíu, nó hiện đại hơn xíu là tremolo cái gì two two timer two timer à, hay gấp đôi lần thời gian, gấp đôi lần thời gian, chắc ý nó nói là hai hàng lỗ đó, đôi lần thời gian. Thì cái cây này nếu mà cũ thì cũng chỉ khoảng 1 triệu thôi các bạn, cũ thì chỉ khoảng 1 triệu thôi đó, nó 24 lỗ nha. Rồi bây giờ cái bài làng tôi thì nó bắt đầu bằng nốt đô. Đó, nốt đô rồi, của nốt đô của Suzuki 24 nó nằm ở quãng quãng này. Đó, nằm ở cái quãng này. Rồi. Rồi cái bài Happy Birthday thì nó bắt đầu bằng nốt son. Cũng là hợp âm đô trưởng nhưng nó bắt đầu bằng nốt son nha. Đô nè, đô mình lùi lại. Lùi lại. Đô si đô. Đô si la son nè. À, bắt đầu nốt son nha, son thổi ra nha. Mình cũng quy ước với nhau là cúi xuống là thổi ra, ngửa lên là hút vô nha. Rồi son nè. Lại nha. Dễ không các bạn? Bắt đầu bằng nốt son thổi ra nha. Rồi mình làm lại chậm nha.
nốt đầu tiên thổi ra nốt son. Happy birthday. Các bạn nếu mà cái cây 24 này á, cái bài này thì các bạn thích thổi dưới thấp cũng được, thổi lên cao nó vẫn đủ nốt nha. Mình thổi thử trên cao các bạn coi nha. Dễ đúng không? Rồi thì với cái kèn dài dài này 24 này thì các bạn có thể chế biến, tức là đoạn đầu các bạn chơi thấp, đoạn sau các bạn chơi trên cao đó, hoặc là ngược lại đó. Mình thử nha, thử các bạn coi nha. Chịu không? Trên cao nha, trên cao mà mình thổi một hàng nốt, một lỗ mà là nó sẽ kêu một nốt, mà nó không có cái hiệu ứng tremolo, là nó không có rung rung rung. Bài sau mình sẽ tập thổi một nốt không hòa âm nha. Rồi lại nè, bây giờ là giật lại cái happy birthday chậm nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Tập tiếp happy birthday nha. Các bạn nào mà thắc mắc hỏi thêm gì đó về kỹ thuật mò thì mình biết thì mình sẽ chỉ, các bạn cứ comment ở dưới ha.
Cảm ơn các bạn xem video, nhớ subscribe và like nha. Bye bye.